Thưa quý vị, có thể nói những ngày hè năm 2021 sẽ là ký ức không thể nào quên của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Những góc phố, con đường với hàng rào cách ly hay những tiếng xe cấp cứu bao trùm không gian của đô thị năng động bậc nhất cả nước. Đầy gian nan và khó khăn trong cơn bão Covid-19. Mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh đang diễn ra tại thành phố mang tên Bác những ngày này. Mà nói không sợ thì là nói dối, nhưng mà sợ thì bây giờ ai làm? Áp lực cho thành phố, áp lực cho cả nước rất là nhiều và nó áp lực cho đội ngũ y tế. Ba mẹ động viên là cố gắng tất cả tinh thần và dành trọn trái tim cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Những cái phần gọi như là tình cảm chia sẻ tới những bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Miền Bắc, miền Trung, Gia Lai, Kon Tum tận ở lối Cà Mau, Bến Tre người ta cũng gửi đồ ăn lên. Khó khăn thì cả nước đều mình đều khó khăn hết, chứ không phải riêng người dân hay là riêng chính phủ mình. Tức là dập dịch nhanh càng tốt để cho đồng bào trong cả thành phố này cuộc sống cho nó thoải mái hơn. Kiểu gì rồi Sài Gòn mình cũng sẽ chiến thắng, anh có một lòng tin mãnh liệt như thế. Mười lăm ngày giãn cách theo chỉ thị 16, thành phố Hồ Chí Minh đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong chống dịch Covid-19. Toàn đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt với mục tiêu chung vì an toàn của nhân dân, vì cuộc sống và sự phát triển của thành phố. Không thể phủ nhận những khó khăn tồn tại và vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhưng rõ ràng trong 2 tuần qua, chính quyền thành phố và ngành y tế đã có thay đổi mà bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực. Nếu như trước đây, việc truy vết, khoanh vùng, tìm ra F0 và cắt đứt nguồn lây nhiễm được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất, thì thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tối đa cho các bệnh nhân nặng, các bệnh nhân có nguy cơ cao nhằm kéo giảm cái số lượng bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Và một cái bệnh viện hồi sức 1.000 giường đã được thành lập với cái lực lượng vô cùng tinh nhuệ và có kinh nghiệm. Mặc dù thời gian đầu thì có những cái khó khăn về mặt thiết bị, tuy nhiên thời điểm này, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tối đa cho bệnh viện hồi sức COVID 1.000 giường. Bộ trưởng Bộ Y tế cho mở cái kho dự trữ phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Y tế và vận chuyển toàn bộ thiết bị đang có trong kho về đây là một cái cứu cánh gọi là rất là tích cực và rất là kịp thời. Theo thống kê từ ngày 9 tháng 7 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có 40.255 ca mắc, hơn 500 bệnh nhân nặng và trên 400 trường hợp tử vong. Một tin vui là đến nay có hơn 2.000 bệnh nhân xuất viện. Rút kinh nghiệm tổ chức tập trung lấy mẫu như trước đây, thành phố Hồ Chí Minh đã đến từng khu phố, gọi tên từng người để lấy mẫu, kể cả khu phong tỏa, khu cách ly. Tuy nhiên, áp lực lớn cũng đã xuất hiện tình trạng chậm điều chuyển xe cấp cứu, khiến bệnh nhân diễn tiến xấu. Ngành y tế gấp rút thiết lập 14 bệnh viện dã chiến với hơn 34.500 giường. Trong khi đó, tổng lực nhân sự y tế kể cả chi viện cũng chỉ có 14.000 người. Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai cách ly F1 và F0 tại nhà với các quy định chặt chẽ. Mục tiêu cao nhất là an toàn. Phải có cái người đó là người gì cần tới bệnh viện hay không? Còn nếu không thì đã để cho tụi lo, từ từ tụi lo. Bởi họ sợ cái gì?
họ sẽ không biết là tôi nặng hồi nào, không biết là tôi đây có ai cho không, thì hai chuyện đó mình giữ được hết. Tại sao mình ôm họ đi làm gì? Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ngành y tế triển khai quận huyện về các quận huyện, nhưng mà căn cứ vào điều kiện thực tế thì chúng ta trước hết là phải đảm bảo những cái yếu tố đảm bảo cái an toàn cho người trong nhà, cho cộng đồng, giám sát cái sự tuân thủ của người được cách ly. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu những doanh nghiệp không đảm bảo phòng dịch phải ngưng sản xuất. Đến nay, trong số hàng chục ngàn doanh nghiệp chỉ có 414 đơn vị đủ điều kiện vừa sản xuất vừa cách ly. Hoạt động kinh tế ảnh hưởng nặng nề trong đợt sóng thứ tư của dịch COVID-19. Nhưng đến thời điểm này, đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì cái ưu tiên phòng chống dịch được đặt lên số 1. Đảm bảo được sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân được đặt lên trên hết và trước hết, là chúng ta phải đảm bảo nguyên tắc là nơi nào an toàn thì mới tổ chức sản xuất. Còn nếu như không có, chưa an toàn. Từ ngày 21 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 dành cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền. Với gần 1 triệu liều, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản tình hình trước mắt. Được biết, đến cuối tháng 9, có khoảng 50% dân số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chủng ngừa khi Bộ Y tế phân phối 5 triệu liều vaccine COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau. Dưới áp lực của dịch COVID-19, hơn lúc nào hết sau 15 ngày giãn cách, Thành phố Hồ Chí Minh cần những phương án cụ thể hơn, quyết liệt hơn nữa để kiểm soát tình hình trong những ngày tới. Và trong cuộc họp chiều nay tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những kế hoạch quyết liệt hơn tiếp tục được vạch ra, trong đó ưu tiên tập trung điều trị những ca bệnh nặng, siết chặt giãn cách ở mức độ cao nhất. Tại cuộc họp chiều nay, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định trong 15 ngày thực hiện giãn cách, nhưng số ca lây nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, trong công tác điều trị, nếu như trước kia thành phố áp dụng phân 4 tầng điều trị, thì nay phân 5 tầng. Dự kiến tầng 5 sẽ thu dung khoảng 5% trong tổng số trường hợp F0 có diễn tiến nặng. Tiếp tục tận dụng những cơ sở hạ tầng sẵn có để chuyển đổi công năng thành các cơ sở tiếp nhận và điều trị COVID-19. Thì chúng tôi đánh giá ở cái tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì nó khoảng 20-25%. Và ở cái tầng 5 là cái tầng rất nặng và hồi sức. Đó thì có 4 bệnh viện đang rất là tập trung các trang thiết bị, nguồn nhân lực để tập trung cho cái điều trị bệnh nhân sức nặng này, làm sao là hạn chế được cái tỷ lệ tử vong thấp nhất. Về vấn đề tăng cường chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố, tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch giảm quy mô sản xuất hợp lý, đảm bảo khoảng cách an toàn trong nhà máy, triển khai giải pháp thiết lập điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa hợp lý, siết chặt các mục tiêu trong khu phong tỏa nhằm giảm số ca lây nhiễm chéo, đánh giá tình hình khu phong tỏa định kỳ để kịp thời gỡ phong tỏa từng phần. Từ đó sẽ giảm thiểu áp lực về tâm lý cho người dân và sức lực của lực lượng quản lý phong tỏa. Các địa phương phải thật quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân và cá nhân, gia đình với gia đình. Tôi nói cái điểm cốt lõi của 16, đấy bản chất còn là giãn cách. Trong gia đình với nhau thì mình cũng quyết nghị, nhưng mà giữa gia đình với gia đình là bắt buộc. Cái này hôm nay tôi nói các ông chí là tất cả mọi nơi mà để xảy ra dịch lan rộng đến một mức nào đấy là vì không thực hiện nghiêm cái là một trong những nguyên nhân chính. Tuyệt đối tránh tình trạng ví dụ một khu giãn cách chúng ta chỉ khoanh trong dây gót hai đầu, còn bên trong chúng ta không kiểm tra được. Và trong xuyên suốt cuộc họp thì Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định 15 ngày giãn cách vừa qua là 15 ngày mà cả nhân dân lẫn lực lượng y tế, bác sĩ, lực lượng dân quân, dân phòng và các lực lượng ban ngành khác nhau đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thành được tốt công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, những ngày tới Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần thêm sự ủng hộ của người dân bằng những việc như là ở nhà một cách an toàn, phòng chống dịch chủ động hơn, và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất mong các lực lượng ở trên cả nước hỗ trợ thêm để có thể đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng tại thành phố. Đại dịch COVID-19 hoành hành ảnh hưởng lớn đến mọi mặt cuộc sống. Chính quyền và người dân vùng dịch đang từng ngày từng giờ dốc sức chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, cùng với nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng tham gia phòng chống dịch, nơi tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều hành động đẹp, những câu chuyện bình dị nhưng vô cùng xúc động. Những tấm lòng thơm thảo ấy đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh
để cùng nhau chiến thắng dịch COVID-19. Tiếp tục truyền đi thông điệp, sự chung sức đồng lòng của mọi người là chìa khóa vàng để kiểm soát và kiềm chế dịch bệnh. Vượt hàng trăm km, những chuyến xe chở hàng hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh từ miền Trung cập bến giữa đêm. Và ngay lập tức, những bó rau, củ đậu đến những nhu yếu phẩm được chuyển đến hàng nghìn hộ dân, công nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Và cứ đều đặn, những dòng xe từ khắp nơi đổ về mặc cho khó khăn, nguy hiểm để tiếp sức cho người dân thành phố. Tinh thần là sẻ chia với những cái con người khó khăn vừa qua. Làm được cái gì thì mình làm hết. Cá nhân mình cũng phải bỏ ra một chút ít công sức để mà có thể chia sẻ được với người dân của mình ngay hiện nay. Miếng khi đói, đói khi no, rất là hạnh phúc. Và anh nhận coi như của thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn cái tấm lòng của đồng bào giúp thành phố Hồ Chí Minh lúc cái hoạn nạn chống Covid này. Trong lúc đất nước gặp khó khăn thì những hành động đẹp của mỗi cá nhân, tổ chức đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua gần 3 tháng gồng mình chống đại dịch Covid-19. Chưa bao giờ thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều thách thức như lúc này. Trong khó khăn, hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhường cơm sẻ áo, đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để toàn dân chung sức chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Và có thể thấy là trong cuộc chiến chống dịch, thành phố Hồ Chí Minh không đơn độc khi cả nước cùng hướng về thành phố để san sẻ khó khăn. Mặc dù là tỉnh Quảng Nam vẫn đang cũng có những ca bệnh đang gia tăng, nhưng mà người dân của Quảng Nam vẫn cố gắng để bằng cách nào đó để cố gắng gửi hàng hóa vào cho miền Nam để hỗ trợ, đặc biệt là những người dân gặp khó khăn ở trong miền Nam này. Chúng ta thấy rằng sự chung tay góp sức này đến với thành phố Hồ Chí Minh không những chỉ là tình nghĩa đồng bào mà còn là sự yêu thương gắn kết người chung một cội. Sự quan tâm lẫn nhau giữa các tỉnh thành mà trong giai đoạn chống dịch hiện nay thì tôi nghĩ rất là quý. Đó là cái niềm tin để mà mọi người cùng đồng lòng chung sức để phòng chống dịch cho nó thắng lợi. Cuộc chiến với dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài. Những cống hiến thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng hay những chuyến xe nghĩa tình ở mọi miền đất nước gửi vào miền Nam thuộc thịt vẫn chưa dừng lại. Những hình ảnh này sẽ mãi là hình ảnh không quên đối với người dân thành phố. Cả hệ thống chính trị và người dân đã vào cuộc sát cánh cùng với thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch Covid-19. Mỗi người bằng sự đóng góp với tinh thần và vật chất khác nhau đang cùng đoàn kết một lòng để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.